Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những hình ảnh triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài lần thứ 3 tại Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đỗ Sinh tiếp tục gửi đến với các bạn những cái bóng dáng nét đẹp của bonsai nghệ thuật tại Ngô Sài. Vâng, đến đây chúng ta quan sát một tác phẩm Si. Nếu tôi không lầm, đây là một cây si tai chuột. Lá nhỏ tí xíu. Tại sao ta gọi là tai chuột? Chính là nó nhỏ như tai con chuột. Và có cái nét lòng máng giống giống như cái vành tai của con chuột ấy. Đấy, nhiều người hỏi tôi, bác Đỗ Sinh ơi, tại sao gọi là si tai chuột? Thì theo ý kiến của Đỗ Sinh thì cứ giải thích gọi là mạo muội vậy thôi. Không biết có đúng không? Đó là cây si của anh Hoàng Quốc Nghệ. Tiếp theo chúng ta đến với một cây xanh cũng của anh Hoàng Quốc Nghệ. Bàn chọc. Vâng, chào chú. Bàn chọc. Vâng, có mấy tác phẩm của bàn chọc? Mấy cây? Tí nữa. Vâng, đó là tác phẩm Si của anh Nguyễn Lương Biên. Nhưng mà phải ấy nhá. Vâng. Chủ nhật thì là ngày 16 ấy ạ. Vâng. Chúng ta đến với một tác phẩm Si dáng huyền ôm chậu. Nói chung cây si có cây cốt cũng được. Sau này sẽ trở thành những cái cây mà cũng là cái nét bonsai đẳng cấp ấy. Cái này thẻ treo đâu không biết, không có. Vâng.
Vâng, đó là cây xanh của anh Phan Tùng. Vâng, tác phẩm Tùng La Hán của anh Nguyễn Văn Toàn đến từ Bình Phú, Thạch Thất. Cây Tùng La Hán tầm nhỏ đẹp quá. Vâng, đến một cây xanh. Cây xanh của anh Nguyễn Đức Trung. Một cây xanh có cốt bệ cũng đẹp. Cái phần bông tán thì tay chi thì chắc là vài ba năm nữa chủ nhân sẽ hoàn thiện đẹp hơn. Và chủ nhân có phối một cái bức tượng tôi rất thích. Ta đến với một tác phẩm Phi Lao. Chúng ta ngắm những giọt mưa, những giọt nước mưa đặt trên những cái lá phi lao, lấp lánh như những hạt cườm, đẹp quá. Vâng, nếu mà chiếu xa một chút nữa thì như là những bông hoa tuyết. Với những ngày đầu của mùa tuyết châu Âu, phảng phất những ngày tuyết non rơi xuống trên những cái tán lá thông, những cái lá bành xương. Cây phi lao hai thân của anh Nguyễn Trọng Lê. Nguyễn Trọng Lệ, vâng, đến từ Dương Liễu. Vâng, đó là xã Dương Liễu thuộc Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Vâng, và Đỗ Sinh cũng gặp các anh ở trong Hội Sinh vật Cảnh xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội đến để chúc mừng chương trình triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài lần thứ 3 và giao lưu có những cái niềm vui chung hòa đồng với buổi trưng bày hôm nay. Đó là một đắng hoa rất là đẹp của các anh Hội Sinh vật Cảnh xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. Vâng. Trong những ngày đầu xuân, và tôi xin được tuyên lời cho ban tổ chức trân trọng gửi tới toàn thể quý vị đại biểu khách quý cùng các doanh nhân nghệ nhân. Đây này mới đẹp này. Anh đang tuyên lời đây. Cây xanh của Đặng Tài Anh.
đây đây Đỗ Sinh cũng xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp video sau và tiếp tục giới thiệu với các bạn triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài, Quốc Oai, thành phố Hà Nội.